lùng đang dọn dẹp phía trước nhà nè. Nhìn tướng đi của anh Tiên ơi nè, mắc cười không? Đó, ngay lúc này thì mấy anh em phát hiện anh Tiên đang làm cỏ thì chú anh chị. Vợ chồng anh Tiên ngủ chưa? Bất ngờ làm cỏ. Chở xuống xe về tới chồng làm cỏ. Quá giỏi, quá giỏi luôn à. Chị Quyền Cao Vi mà xuống xe hai chồng và Tiên làm cỏ. Hai chồng mà làm cỏ ở nhà nha. Làm kiếp mà một cọng cỏ không ngóc lên nổi thôi. Tiên quá giỏi luôn à. Giỏi quá anh Tiên ơi. Nhà đúng rồi, không còn một cọng cỏ luôn á. Hai như chồng như gì đó thì ta mới hạnh phúc chứ, thấy không? Làm cỏ chứ đừng có. Cỏ vợ ra tỉa khiển. Lặt may luôn đi Tiên ơi, cho ta ra may không sót Tiên ơi. Tới rồi. Tới rồi, tết có bút luôn kìa, được hả? Ừ. Chặt cỏ chứ đừng chặt mai nha anh Tiên. Tiên ơi, rồi sẵn đó bứng cho em cây mai em đem về em xài Tết luôn nha. À, tặng tặng con cái nè. Có cây bự kìa. Không có bự. Ừ. Cây bự cho em không thích cây nhỏ. Ừ, rồi sao được không? Được. Được thế. Để là chị cũng đổi ý nữa ra. À, đổi ý thì không thì nói nha. Thôi trời, cho mai của anh Tiên để anh Tiên may mắn đó. May mắn chứ em lấy may mắn của anh Tiên chi. Ta mua điện thoại di động hư kìa. Rồi. Có điện thoại hư không Tiên, máng không Tiên ơi? Có đâu. Mua niệm không Tiên ơi? Một tấm niệm trong chú non nay giảm giá chỉ còn 150. Mấy bông đẹp quá, nở bông nhạc cực kỳ lắm. Bông gì đẹp của ta? Cái bông gì gọi là bông gì chị Quyền? Biết bông gì đó. Bông đẹp dữ trời, giống bông bập quá vậy. Bông hoa hả? Bông hoa, hoa hồng. Lấy giống gì chưa? Chưa. Nó ngồi lấy giống gì luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Con gà. Con chị nào xin lại nhà Tiên nha. Này bông bập, bông bập mà cái lượng nó đẹp con này. Bự hơn cái mặt mình nữa. Lá cũng lại. Bông này bông mơ bông gì? Nào về cắt khúc về dâm. Cắt khúc cây dâm mà sống hả? Cây dâm bột. Dâm bột hả? Ừ. Còn Tiên trốn đâu nữa kìa, kỳ đẹp luôn. Có hai vợ chồng bây giờ bên đây cái cây này cũng lạ nè. Cái cây này cái bông lạ nè. Làm cỏ. Bông lạ không mà bông bụt ra dâm bụt loại là lạ không? Dâm bụt đỏ nè, mà cái bông nó lạ lắm. Sao cái bông cũng còn như ấy ta nè? Như dâm hồng vậy á. Ừ nè. Nó tiền ha. Gan như bông hồng vậy nè. Chùm như trên. Dọn dẹp sạch sẽ nè cửa. Đó, ngửa xinh nhánh về chồng này đẹp lắm mọi người. Ừ. Tiên quá giỏi luôn. Đây là cách tên Tiên bằng cỏ nha. Để anh chặt nhánh kìa, ngửa lấy nhánh ra chồng được á. Nhánh này là sống á. Nào gì cắt. Đúng rồi. Đó là sống rồi đấy. Có cắt mấy nhánh này nè. Nghe luôn ha. Con cút gì nè. Con đưa đào về luôn, chồng luôn. Ừ, đào về luôn. Nè, vợ chồng cũng chưa đang để mà nhổ cỏ nè mọi người. Nói chung là trước cửa nhà anh Tiên mà kiếm cục cỏ không ra. Anh Tiên hứa cho mấy mai giờ đổi ý hồ. Đổi ý hồ. Dễ gì anh Tiên đâu đổi ý anh Tiên. Không đổi ý ra trò nè. Cho á, đổi ý. Quá trời sạch sẽ luôn ha. Đó. Già mới mua thôi, gì mà. Đó, ok, đó, ok. Ồ, chuyên nghiệp quá ha. Giờ có ai ở đây gần thuê anh Tiên bằng cỏ mà thuê nha. Ngày là 350 đó. Trời ơi, người đàn ông 350, nữ 250. Nữ là 300. Đó, vô. Làm cỏ là ngày 350 đó, ai mướn thì liên hệ với anh Tiên nha. À. Nhưng mà ngày làm 15 phút à. Không. Thuê anh Tiên lỗ. Làm có mướn anh Tiên ơi. Thuê anh Tiên là làm lỗ. Để ngày cũng làm có cả 1 tiếng đồng hồ xong rồi. Hôm nay anh Tiên thị phạm cho bà con xem đó, ai mướn được mướn nghe. Đây, ủa, đây. Cá luôn á. Chị Huệ thì bên kia ấy, chị ha, chị Quyền thì bên kia. Chứ xe này sao để hoài anh Tiên? Đem bán luôn cho. Chị bán đi, kia dây chay để bán bạn nè. Mẹ qua dặn nói là không lấy là bán dây chay mà chậm chưa lấy nè, không tính nó bán dây chay không lại lấy luôn sao. Có điện thoại di động hơn. Điện thoại Samsung Bộ 6 inch bên liền một cái 100 ngàn đây cô bác ơi. Giống tiếng anh Tiên quá nè. Cô bác ơi. Một tấm điện trong quá nhanh luôn. Chị Quyền nhổ cỏ ở đây nha. Mọi người thấy xung quanh không có một cỏ luôn. Dọn dẹp nè thấy anh. Để anh người ta dọn dẹp trước khi ăn Tết nè, ăn Tết xong mới dọn dẹp. Vậy mới hay chứ. Ăn Tết xong rồi dọn cỏ nha. Trời ơi, thời gian ăn Tết, thời gian đâu mà dọn. Gian xong thì thời gian mới có thời gian dọn. Dọn cỏ chuẩn bị đón Tết. Quá giỏi rồi không? Cái gì ngủ. Chuẩn bị đám cưới. Chuẩn bị đám cưới tới rồi. Chuẩn bị đám cưới đúng rồi. Đó, Duyên lụm vô phụ gà đó. Này là gia đình anh Tiên đang chuẩn bị là dọn cỏ, chuẩn bị là đám cưới nha. Để.
Ồ, anh Tiên ơi. Trời ơi. Để vô gom. Chui chui chiếc xe luôn kìa. Quá nhanh được. Anh Tiên anh đánh nó không thì được. Đó hai vợ chồng làm cỏ hoặc là quét nhà ở nhà làm cỏ. Ở nhà là anh không có được. Thà là đi mưu sinh còn ở nhà là anh làm cầu cạch đó. Ở nhà là quậy lắm á. Nó dọn đi để gác ghế. Vậy qua phải mình để cái này luôn là nặng ký lắm nè. Ô, có thấy có nuôi con cá gì kìa, cá lên kia hả? Cá gì thầy nghe. Cố rồi, con cá con cắt đều đâu. Cắt đều đâu. Đây có cá lên kia hả? Không mà. Đây có cá lên kia nè. Đây thầy nghe. Của bé Duyên á. À, lấy cái keo mà nước biển nuôi. Để đi nắng chiều nổi. Ừ. Thả nó đi con ơi. Phóng xanh đi, phóng xanh. Mua hả? Rồi chị Quyền quét này nha. Ừ, chị Quyền dọn dẹp nhà. Đồng vợ đồng chồng ha. Quá dọn dữ. Dẹp nhà để chuẩn bị đám cưới hai chồng. Giờ thì dọn dẹp nhà để chuẩn bị đám cưới ha. Dữ quá. Quá trời sập tạ. Quá vui rồi. Ừ, quá vui rồi. Vui rồi, ba mẹ chuẩn bị đám cưới còn vui không Quyền? Vui, vui ha. Hôm đó là con phải ở làm sao là mặc đầm nha. Ơi. Mua đặt mặt đầm vô. Rồi quét sạch ha. Quá nhanh. Quá nhanh rồi. Công nhận gọn gàng. Rồi đồng lòng ha. Hai vợ chồng nó làm xong con xong. Xong rồi đó. Dạ. Tiên coi về dọn mấy cái mai được nè. Tỉa rồi. Đó. Nhà được cái gái là mai nhóc luôn. Rồi chặt luôn coi nè nha, đó rồi chặt luôn nè, đó rồi dọn dẹp đi tiền chị quá mà nha bén dữ trời, dọn dẹp chuẩn bị đám cưới rồi là làm cho cao lên rồi chặt lên móc cao nhồng sao bẻ. Cái nhánh kia được không? Rồi chờ làm nhánh cao hơn được không? Cao quá giới không tới. Ừ. Chị Quyền thì anh Tiên làm cỏ xong rồi chị Quyền quét lại đó, bả vừa quét bả gom rồi sao ông chặt ông bỏ xuống đám cưới là lên đình đó. Cái xăng này đãi cũng chừng 10 bạn vậy. Cuộc sống của hai vợ chồng ha, không ở nhà là không có ở không, phải làm cái này cái kia rồi đó, dọn dẹp nhà cửa này kia. Bởi vì lúc nào vào bên trong nhà của anh Tiên đều rất là gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Tùng thì giấc này đang dọn cỏ. Đó, lỡ rồi chặt hết luôn đi. Thôi, chưa chặt cái ấy thôi, còn chừa mấy cái nhánh chính. Nhánh chính ha. Ừ. Nó chuẩn bị. Vậy dài đó cái chỗ. Để chuẩn bị tới ngày cưới. Anh Tiên. Tới xe gồ kìa, cỏ quá trời kìa. Cái chỗ đó anh trồng thêm cây ổi hoặc cây chôm chôm gì đi. Cây ổi không? Ôi, chỗ này quá trời cỏ. Trồng cái dừa, cho cái dừa. Trồng cái dừa sáp không? Thôi ổi đi, trồng ổi đi, dừa sáp trồng lên chi. Ổi cho mau ăn hả? Ừ. Trời ơi, ổi căng quá rồi. Nói đại gia ổi cho ăn cây. Trồng ổi không? Cho đại gia ổi nhổ cho ăn cây. Hai cây luôn ấy. Hai cây luôn phải không? À. Không, một cây ổi với một cây gì đó, cây chôm chôm. Chôm chôm hay cây mít đây. Mít đúng rồi. Mít là xì hơi dữ lắm á. Không. Ăn vô là chít 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 chít. Ủa buổi trưa là ra đây làm gì không á hả? Bây giờ anh Tiên gửi lời đi, mấy ông bây giờ có lấy xe gùa lấy không? Không lấy tôi kêu ve chai để bán luôn. Ừ. Hỏi lấy không? Trong buổi chiều á. Chiều không lấy là. Không lấy là bán ve chai luôn. Tối nay bắt mắc á. Tối nay mắc đó. Ừ. À. Đó, quá chuyên nghiệp nha mọi người. Làm rồi tôi giao bỏ luôn. Làm xong là. Cái đó nhổ được mà. Ừ. Đó trời ơi, nhẹ te luôn. Gọn gàng à, khu vực nào à, ở Sóc Trăng thì mướn làm tiền nha. Ừ, ngày 300 cưới. Có siêu nhanh. Ngày 300 cưới thì có phụ cấp gì thêm không? Có. Chuẩn bị đám cưới. Cơm sáng không? Cơm trưa gì không? À, vui nha. Sáng ăn vui sao nói chung nha coi. Sáng có mua đầm được bẩn chưa? Phở mà to. Phải ăn phở mới được phải không? Phở thầy bữa đó con nắm cái dạng của mẹ nha. Sữa. Cái thời chưa chiều là Steam. Vậy là rồi. Năm rồi. 350 mà phụ cấp hết gần 50 ngàn rồi. Rồi. Ăn phở là 50 ngàn được. Câu phở là 50 rồi. Vậy là 100 ngàn. Hồi hôm qua con chưa cắt hết hả? Có dơ không? Tắm nha. Này nghe phụ cấp của anh Tiên chắc không dám mướn luôn rồi.
phải tâm phở quá đi vô ai kêu đứng đó. Buổi sáng đi ly cà phê sáng, buổi trưa đi cà xì tiên nữa. Đúng rồi. Có nhậu luôn. Việc làm không quá nhiệt tình luôn á. Nhanh lắm nha. Vậy là tới tiến độ này là anh Tiên làm phải ngày đến ba công đất. Rồi làm một tiếng nghỉ mấy tiếng. Không nghỉ đâu. Làm suốt luôn ha. Quá giỏi luôn rồi. Ngay lúc này chị Quyền là đang đem thùng ra để mà gom ngon. Trong khi làm vợ hốt ha. Vợ đó. Hốt. Cả nhà đều vui. Chú mày gật đầu khen ngon hả? Gật đầu khen ngon thì thôi luôn á. Đó, xong rồi đó. Ê con kia. À. Cái kéo nó ra mới được. Đó, đúng rồi. Đó. Kéo luôn xe gùa sức mạnh kia luôn. Vậy là rồi. Hay chưa? Vậy được sao đồng hồ đây? Rồi đứng ra nè. Thấy ạch luôn. Rồi được rồi. Vậy mà anh chị đi kêu đi đồng hồ. Cái xe gùa không nổi đồng hồ. Xe gùa cái gì ạch nó thấy. Cua. Sao ban đêm kéo nổi mà ban ngày kéo không nổi ta? Bằng đi đường núi nha. Quá luôn rồi. Giống như mấy cái cỏ vậy ha. Ừ. Chắc anh Tiên phải mơ ước hiểu mấy cái cỏ quá. Chắc cái sao cầm. Buổi sáng thì em chịu làm đâu. Đã trưa 12 giờ mới chịu làm. Thích làm vậy đó. Vậy sức khỏe tốt. Buổi trưa phơi nắng ha. Phơi nắng sáng. Chắc da chẳng sáng mấy tháng sau ha. Lạnh. Lạnh quá. Lạnh luôn. Khi trung bình tốt. Chắc chưa làm cho nó ra mồ hôi ha. Anh Tiến. Anh làm cái vàng chưa? Chuẩn bị là mà vàng hú hoa. Làm vàng hú hoa bên sau nè. Làm vàng hú hoa chưa? Kìa. Làm vàng hú hoa. Đó. Nè cái hú hoa nè. Làm cái cây rồi làm vàng đi để dành ấy thấy chưa? Rồi anh Tiên sẵn đây anh giải thích chơi bên hông này có trồng gì được không? Đây là trồng nó được đó. Cao quá, đất quá. Đất quy mô lên trồng cây ổi với cây mà mít. À mít được. Trồng cao được không? Trồng cao không được. Sao vậy? Đất bẩn rồi không được. Đất này không được ha đó. Anh Tiên nói đây đất ở đây sỏi đá không à với cát quá trồng rau không được. Rau không được. Khán giả kêu anh Tiên trồng rau đi bán. Trời ơi. Biết sao trồng à. Bán là é luôn. É luôn. Không đủ anh ăn nữa. Không đủ ăn luôn. Xong chưa? À, xong rồi. Quá giỏi. Rồi đó. Chị Quyền hốt. Bò không được đi nổi. Đi bằng cỏ mà bò gì đó hả? Tiên coi cái cây này mình nhắm có trái không? Nhắm mình làm vàng nó có trái được không? Được á, nó đang tốt á. Tốt quá. Cái này là khổ qua nè. Khổ qua đó. Chuẩn bị có đủ ăn rồi nè. Ừ. Ủa chặt luôn hả? Thôi thôi, được rồi, dừng lại đi. Chắc. Để dành ăn. Để dành ăn, được chắc. Có trái rồi đó. Ừ. Ra bông rồi nè. Còn không mình nói để em bứng em gì chả. Hai chồng buổi trưa. Dữ. Ôi ghê. Phần luôn. Dữ vậy? Chụp hình hả? Ừ. Luôn. Chụp hình trên cây kia luôn. Chụp hình à. Rồi. Cây đu đủ tiên chồng. Ừ. Cây đu đủ tiên chồng ngày nào. Chụp hình. Đó. Nhìn mới đẹp nè. Màu bảo ảo nè. Quá đẹp. Rồi. Rồi, vô mát. Xong chưa? Mình có xong chưa? Có xong chưa? Mình còn đó làm cái nấm lùm. Tính làm giả cây đu đủ đặng nghe coi có ai nói xấu không ạ? Rồi vô mát nè. Rồi rửa tay đi. Xong rồi ha, hai chồng vậy là xong rồi đó. Xong rồi đó, xong một ngày buổi trưa đó, đi ăn cơm. Làm để đói bụng ha, ăn nhiều. Nhỏ thứ 3 lại. Đợi con Nguyên về mới ăn cơm được ha. Quý cô chú anh chị quay cái đoạn clip tiếp theo cho quý cô chú anh chị xem nha. Về anh Tiên Trang luôn. Thật là cứ vợ em nữa nữa. Này, chuẩn bị cứ vợ nữa hả? Cứ vợ là chuẩn bị đẻ thêm đứa nữa. Ừ, vô dạ. 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 Tên thứ sau là tên Hoa Hồng. Ghê Hoa vậy? Hậu, hả? Ngay lúc này anh Tiên bất ngờ ước mơ thêm một đứa nữa đặt tên là Hoa Hồng. Hoa Hồng. Từ con trai. Nếu mà con trai là tên gì? À, tên trai hả? Tên Quyền Quyền Yến Tú Hồng Duyên Quyên Mai
con trai ta là tài tài đây tiên ừ. Tiền tài chú. Đúng rồi tiền tài quá quá dữ ước mơ ha.